Ủa em gái ơi, xe em bị sao vậy? Xe em tự nhiên tắt máy giữa đường, em đều quạt không có lên. Có khi nào hết xăng không? Trời, không có đâu. Em mới đổ xăng cách đây 500m, đổ xong chạy được một đoạn cái tắt máy luôn. Em không biết sao nữa, mà em sắp trễ giờ học rồi. Bị cái gì vậy ta? Hay bây giờ vậy, em lên xe đi, anh đẩy em đi tới tiệm sửa xe gần đây thôi. Em sửa xong đi học. Dạ. Anh ơi, xe bị sao vậy anh? Trời ơi, cái xe cô á, đi đâu mà đổ xăng toàn nước không à. Mà nó có cái mùi trong đây nè, hắc hắc hôi khó chịu lắm. Cái này á, bây giờ muốn đi được á, là phải xúc bình xăng con rồi đổ xăng mới vô mới đi được. Chứ mà để cái này chạy xíu là cháy xe cô luôn á. Trời ơi, vậy anh có xăng không? Lát nữa anh cho cô ấy một ít đi. Thôi được rồi, để tôi sửa xong rồi tôi chiết cho ông biến đổ, rồi chạy cây xăng vào đây nè, rồi đổ chạy đỡ nha. Dạ dạ. Em cảm ơn anh nha. Có gì đâu, tiện đường thôi à. Cô ở lại sửa xe nha, tôi có lực quay ở phim trường nên tôi đi trước. Ủa, không phải làm shipper hả? Thì shipper nè, kiếm luôn với quần chúng. Giỏi ghê ta. Đam mê thôi. Tôi đi trước á. Ừ. Em đi trước anh ơi. Ừ, đi đi. Ừ, sửa xong tôi nói cho. À, chào anh Thuận. Tới rồi em. Dạ. Ừ. Anh ơi. Hả? Bữa nay mình quay gì anh? Hôm qua em nhận kịch bản trễ, em chưa có đọc nữa. Trời. Bữa nay á, mình quay phỏng vấn cái bản tin mà mấy cái vụ mà xăng xe giả, cháy nổ mấy cái xe tải lớn á. Chút xíu nữa em hỗ trợ cho MC làm extra phỏng vấn nha. Ừ. Mà mấy cái vụ đó có thể hả anh? Ủa? Em không biết à? Lên báo vào âm đấy đấy. Anh cũng không hiểu tại sao luôn á, bây giờ còn pha xăng giả bán cho người dân. Đúng là mấy cái lũ thất đức mà. À đây, em cầm cái kịch bản này học giúp anh nha. Em qua bên này xíu. Tự nhiên quên mất đổ xăng. Có chạm xăng. Anh ơi, có đổ xăng không anh? Có. Đổ nhiêu? Dạ anh đổ cho 50 đi. Trời. Mở yên ra. Không không cần. Đổ vô chỗ cái đội em chế nè. Ủa. Em chế để đổ xăng cho nó dễ chứ cái thùng nặng lắm. Hay vậy? Dạ. Tính ra kiểu này tiện hay chứ. Dạ. Rồi, tiền. Dạ. Nhiêu vậy anh? 50. Rồi. Đó. Thế là sao vậy ta? Trời ơi, sao mà khói tùm lum vậy? Anh ơi. Gì vậy? Ở đây không ai cho tiền đâu. Đi chỗ khác mà xin. Dạ không có. Dạ em tự dưới quê lên anh. Em đi bộ từ bến xe miền Đông qua đây. Em đi kiếm việc làm mà không có. Nhưng cho em hỏi là ở đây mình còn tuyển người không anh? Ở đây đủ người rồi, tao không có nhận. Dạ. Anh ơi,
Em khổ quá à, anh giúp em giùm đi anh. Em chỉ cần 3 bữa cơm thôi. Anh cho em 3 bữa cơm là được rồi. Em hứa em sẽ làm hết mình nha anh. Thôi được rồi, chỗ ở là mày tự kiếm. Còn tiền lương là 1 tháng 2 triệu, tao bao ăn. Được không? Dạ được, dạ được. Vậy anh cho em làm liền luôn nha anh. Ừ, đi vô trong tao chỉ mày một số việc ha. Dạ dạ. Vô. Đó là những chỗ tao đã chỉ mày làm việc hết rồi đó, dạ. Ở ngoài đó. Ê, còn căn phòng này là phòng của tao. Dạ. Mày mà lảng vảng á là tao đuổi đầu mày đó. Dạ dạ. Giờ ra ăn trước, chỉ cho cách bán xăng. Dạ. Đi. Dạ dạ. Ê kia. Dạ. Ra bên hè vác giùm tao hai cái can vô. Tao vô trước á. À, dạ dạ anh vô trước đi. Em đem vô cho anh rồi nè. Tao nói tao cấm mày nhìn vô căn phòng này nè. Sao mày dám lấy vô? Dạ. Biết dạ. Trời ơi, thứ ông ta đang dùng pha trộn làm xăng rất độc hại, dễ lên tay mình á, nó sưng tấy đỏ lên rồi. Vô nhà đá ăn cơm tù nha anh. Với tính shipper thì không có gì là khó.